Gần đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn nhóm Lunas sang Trung Quốc quay hình đạp gió 2024. Nhóm chị đẹp đến từ Việt Nam còn làm khách mời đặc biệt hỗ trợ phần thi cho Sunny Hạ Linh. Theo đó, ngày 29 tháng 5, Khổng Tú Quỳnh đăng Instagram khoe ảnh giống như đã hạ cánh tại xứ tỷ dân, càng khiến nhiều người tin đây là sự thật. Vì chị đẹp đạp gió dãy sóng là bản Việt của đạp gió, nên việc Lunas được mời tới biểu diễn ở chương trình gốc là điều dễ hiểu. Người hâm mộ hào hứng và trông đợi vào màn thể hiện của các chị đẹp trên sân khấu quốc tế. Hiện phía Lunas hay chương trình đạp gió 2024 đều chưa xác nhận về tiết mục của nhóm. Những tin đồn đang lan truyền cũng đa dạng. Có bên đồn đoán Lunas là nghệ sĩ khách mời trình diễn cho đêm chung kết. Có lời đồn nhóm sẽ trợ diễn cho Sunny Hạ Linh. Cũng trong ngày 29 tháng 5, Sunny Hạ Linh hé lộ tạo hình mới khi diện trang phục cắt áo táo bạo tới nơi ghi hình đạp gió 2024. Đây tiếp tục là một lần lột xác trong phong cách của Sunny, đem tới diện mạo quyến rũ, sắc sảo, cá tính và chiến hơn. Trùng thời điểm với Lunas có mặt tại Trung Quốc, liệu đây có phải là tạo hình của Sunny Hạ Linh trong sân khấu kết hợp với các chị đẹp? Những ngày trước đó, Sunny Hạ Linh cũng đi ghi hình với đa dạng outfit và phong cách khác nhau, từ cá tính tới năng động, ngọt ngào. Có thể thấy đại diện Việt Nam đầu tư rất nhiều cho các tiết mục ở vòng này và ít nhất Sunny có 2 phần trình diễn ở công 5 đạp gió 2024. Hiện tại, đạp gió 2024 đang bước vào giai đoạn gay cấn, các tỷ tỷ đang bắt đầu tăng tốc và bứt phá để tìm cơ hội thành đoàn. Trong đó, Trương Dư Hi là ngôi sao 14,5 triệu fan được mong chờ sẽ tỏa sáng tại đạp gió 2024. Cô từng gây thất vọng khi thể hiện khả năng yếu kém ở cả ca hát lẫn vũ đạo. Tuy nhiên, nữ diễn viên gây bất ngờ khi liên tục thăng hạng sau các vòng công diễn. Cụ thể, Trương Dư Hi gây sốt tại đạp gió 2024 nhờ sở hữu nhan sắc siêu thực. Nữ diễn viên 9X được đánh giá là có ngoại hình bắt mắt, sáng sân khấu. Tại đạp gió mùa năm, từ sân khấu solo đầu tiên cho tới các vòng công diễn, tạo hình của mỹ nhân Hoa ngữ đều trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của netizen. Búp bê màn ảnh xứ Trung được nhận xét sở hữu vóc dáng chuẩn, mình hạc xương mai, phù hợp với thị hiếu Cnet. Cô cao 1m68, chỉ nặng 42kg, tham gia show Sống Còn. Trương Dư Hi ghi điểm khi thử sức với nhiều phong cách thời trang. Người hâm mộ hết lời khen ngợi nhan sắc của tỷ tỷ 33 tuổi, dù là loạt ảnh chụp vội trên đường đến trường quay hay trên sân khấu. Trương Dư Hi sinh năm 1991, là hot girl có tiếng trước khi lấn sân qua diễn xuất vào năm 2013. Cô ghi dấu ấn qua một số tác phẩm My Little Princess 2016, Dear Prince 2017, Hải Đại Ngư 2020, Giữ Quân Ca 2021, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi 2023. Nữ diễn viên 9X sở hữu gần 14,5 triệu người hâm mộ trên Weibo. Cô là ngôi sao hút truyền thông lớn khi được công bố sẽ ghi danh show Sống Còn đạp gió mùa năm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của netizen từ trước khi show lên sóng, mỹ nhân Hoa ngữ 33 tuổi liên tục gây thất vọng. Trong tập đầu, nữ chính Thiên Thu Lệnh xuất hiện với tạo hình cổ trang lộng lẫy, đầu tư chỉn chu. Tuy nhiên, sân khấu Hồng Chiêu Nguyệt của cô khiến khán giả lo ngại vì giọng hát chênh phô. Ở các tập phát sóng sau đó, Trương Dư Hi liên tục để lộ nhiều hạn chế ở cả kỹ năng ca hát, vũ đạo lẫn trình độ ngoại ngữ. Nữ diễn viên 33 tuổi lao đao khi tập luyện với các tỷ tỷ cùng nhóm. Nữ diễn viên khởi đầu ở gần cuối bảng, xếp vị trí thứ 30 trên 36 ở vòng trình diễn cá nhân. Sau đó, cô lần lượt thăng hạng lên vị trí thứ 25, 18, 13 qua 3 vòng công diễn. Cô càng ngày càng đến gần hơn vào danh sách thành đoàn, bất chấp những hạn chế về kỹ năng. Một số ý kiến cho rằng Trương Dư Hi nhận được sự yêu mến từ phía khán giả nhờ tinh thần cầu thị, dám thử thách bản thân. Xuyên suốt quá trình tham gia show Sống Còn, nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận năng lực hạn chế của bản thân, nỗ lực bắt kịp đồng đội để hoàn thành phần trình diễn. Theo nhiều tin đồn, Trương Dư Hi tiến sâu tại đạp gió 2024, cô được bắt gặp tham gia ghi hình công diễn năm chung đội với Sunny Hạ Linh, Viên Á Duy, Nicole Jung, Trần Hạo Vũ, Vinida, Tạ Kim Yến, Liễu Nham.